Xin chào anh chị, hôm nay là ngày lễ ông Táo về trời thì gốm Nhật Toki cũng giới thiệu cho anh chị mình một tác phẩm cũng rất là đẹp và rất nhiều ý nghĩa nha. Đây là một chiếc dĩa trưng bày thất phúc thần size lớn. Trên chiếc dĩa này thì có hình tượng 7 vị thất phúc thần đang cưỡi trên một con thuyền và đi qua một cái vùng biển nha. Đấy, đây là biển này là biển nhân gian này. Đó thì ban phước lành cho mọi người nhé cả nhà. Ở phía trên thì cũng sẽ có hai chú hạc đầu đỏ này, tượng trưng cho phúc lộc này, trường thọ này. Đó. Và bảy vị thần ở trong văn hóa của người Nhật cũng như là trong văn hóa của người châu Á thì sẽ là các vị thần tượng trưng cho các khía cạnh trong cuộc sống. Có vị thần thì tượng trưng cho sự trường thọ, có vị thần thì lại tượng trưng cho tài sản này, vụ mùa bội thu này, rồi vị thần thì còn tượng trưng cho tài năng sắc đẹp. Đó, tất cả mọi vị thần đều là mang đến cái mong muốn là cầu mong những cái sự tốt đẹp nhất cho mọi người. Thì giờ đây mời mọi người cùng chiêm ngưỡng chiếc dĩa này nhá. Em sẽ đưa đầu tiên đó chính là về phần kích thước của chiếc dĩa. Chiếc dĩa trưng bày này có size là lớn nhất cả nhà, 46 cm, 46 cm rất là tròn. Ngoài ra thì ở xung quanh viền dĩa cũng được trang trí rất là nhiều hoa văn luôn. Thì thôi em sẽ đưa cận cảnh luôn cho anh chị xem để anh chị cùng với em Toki tận hưởng chiếc dĩa vẽ thất phúc thần này nha. Đầu tiên em muốn giới thiệu về cái phần viền dĩa như thế này nha cả nhà. Đây, ở trên đây có mấy chú rồng này, xung quanh đĩa chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 chú rồng như thế này nhá, nó uốn lượn quần quại. Đây là phần viền dĩa được vẽ nổi và vẽ vàng rất là đã luôn. Phần viền bên ngoài là phần viền vàng, bên trong vàng nha cả nhà. Rồi, phần nền này cũng được vẽ vàng. Ở đây là những cái chú hạc với những cái men này sáng nổi lên nha. Đây, đây là với phần xung quanh nha. Rồi, giờ chúng đây em mời anh chị cùng chiêm ngưỡng vào phần chính giữa và những cái nét vẽ thuyền và vẽ thất phúc thần và 7 vị thần may mắn nhá. Từng cái mi, cái mắt, cái mày đều được vẽ rất là tỉ mỉ, công phu. Anh chị có thể thấy đây, anh chị có thể chiêm ngưỡng vào những cái nét nhá, rồi quần áo, rồi mặt mũi nhá, thật sự rất là tỉ mỉ luôn, từng chi tiết một nhá. Đây, thậm chí nhá, anh chị có thể nhìn vào những cái con sóng này này. Em sẽ để một cái độ nghiêng nhất định để cho anh chị thấy là con sóng này nó có cái độ nổi của men luôn, giống kiểu người ta đổ men dày lên trên á nhá. Đây, mời anh chị cùng chiêm ngưỡng lại nha. Nó rất là đã luôn, một chiếc dĩa. Còn đây là phía mặt đằng sau của chiếc dĩa này thì sẽ có truyện ký của tác giả, có truyện có dấu chấm đỏ, có ba dấu chấm kê, và ngoài ra thì chúng ta sẽ có lỗ để treo dĩa nhá. Chẳng hạn như anh chị mình không trưng thì mình treo trên chỗ đằng trước nhà hoặc treo trên tường á, cũng rất là đẹp nha. Đây, anh chị có thể chiêm ngưỡng lại một phần nữa tổng quan của chiếc dĩa này nha. Đây, em sẽ đặt lại vị trí trung tâm một lần nữa để giới thiệu lại cho anh chị nha. Đây, ở dưới này là biển nữa này cả nhà. Để em đặt lại vị trí trung tâm rồi giới thiệu lần nữa lại cho anh chị. Anh mời anh chị cùng chiêm ngưỡng chiếc dĩa thất phúc thần này, cũng là lời chúc và cũng như là lời cảm ơn gốm Nhật Toki. Cảm ơn anh chị đã luôn đồng hành cùng với gốm Nhật Toki trong những ngày vừa qua và trong những ngày cận Tết sắp đến như vậy, thì kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe để chúng ta có được những cái ngày Tết sắp tới thật là trọn vẹn nhá. Và một năm mới thật là nhiều bình an, thật là nhiều phúc lộc, như là ý nghĩa của chiếc dĩa này mong muốn gửi tới anh chị mình. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi. Và anh chị có nhu cầu giao lưu thì vẫn số điện thoại cũ để liên hệ với gốm Nhật Toki nha, 0901112334. Rất là cảm ơn. Và thôi, một lần nữa thì gốm Nhật Toki xin phép kết lời. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm tiếp theo nữa của gốm Nhật Toki.